Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta tạo một cái hình ảnh 3D từ Photoshop. Thì các bạn thấy đây là tác phẩm mà chúng ta thực hành. Chúng ta sẽ vẽ một cái quả táo Apple và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng 3D của Photoshop. Chúng ta sẽ tạo ra một cái hình ảnh 3D như thế này. Bây giờ, chúng ta sẽ khởi động Photoshop. Thì sau khi mà chúng ta đã sử dụng Photoshop một thời gian, chúng ta muốn reset lại Photoshop, tức là để cho nó trở lại cái mặc định của Photoshop lúc ban đầu mà chúng ta cài đặt. Thì các bạn có thể reset nó lại. Các bạn kích vào để khởi động Photoshop. Và chúng ta sẽ, sau khi kích vào, chúng ta nhấn vào Ctrl Alt Shift thì nó sẽ reset lại cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ kích vào. Và chúng ta nhấn Ctrl Alt Shift. Chúng ta vừa kích và chúng ta nhấn liền thì nó hiện các bạn là chúng ta sẽ delete những cái setting mặc định cũ mà chúng ta đã sử dụng. Các bạn kích Z. Nó sẽ khởi động lại Photoshop theo mặc định mà lúc chúng ta mới cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái hình ảnh lên và chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ Paint để chúng ta vẽ một cái quả táo. Chúng ta sẽ mở cái logo của Apple lên. Thì khi mà cái bức ảnh này nó được định dạng ở cái chế độ là grayscale thì chúng ta sẽ chuyển qua cho lại là RGB hoặc là CMYK, thì tôi sẽ chọn là RGB để chúng ta có thể tô màu cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chúng ta vẽ lại cái quả táo này. Thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Paint. Các bạn có thể nhấn phím tắt là P. Các bạn thấy đây là cái lệnh Paint. Bây giờ để vẽ cái lệnh Paint thì các bạn đầu tiên sẽ kích vào một điểm, kích vào điểm thứ hai và nhớ nhữ chuột thì chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái đường cong. Các bạn thấy chúng ta hiệu chỉnh được cái đường cong thế này. Thì chúng ta có hai đầu khi mà chúng ta buông chuột ra. Cái đầu này để chúng ta hiệu chỉnh là cái đường cong bằng cách chúng ta giữ phím Alt và chúng ta rê chuột vào cái đầu này, chúng ta hiệu chỉnh lại được cái đường cong. Và cái đầu này để chúng ta có thể vẽ tiếp cái đường cong. Thì thông thường chúng ta nên khi mà vẽ xong một đường chúng ta sẽ bỏ cái đầu này để chúng ta có thể vẽ tiếp tục. Thì các bạn có thể nhấn phím Alt và chúng ta kích vào trong đây, kích vào trong cái điểm ngay giữa thì nó sẽ mất cái đầu này và chúng ta chỉ việc kích mà chúng ta vẽ tiếp. Ví dụ chúng ta nhớ kèm chuột để chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái đường cong. Tương tự kích bỏ cái đầu này và chúng ta kích vào cái điểm tiếp theo và chúng ta cũng sử dụng cái đường cong. Khi mà chúng ta hiệu chỉnh như thế này và chúng ta lỡ bỏ chuột ra thì chúng ta có thể hiệu chỉnh lại bằng cách chúng ta giữ phím Alt và rê chuột vào trong đây, chúng ta có thể hiệu chỉnh lại cái đường cong. Các bạn thấy chúng ta sẽ vẽ lần lượt bao quanh cái quả táo này, nhấn kèm Alt mà chúng ta kích vào cái điểm giữa để bỏ cái đầu này. Bởi vì khi mà chúng ta vẽ tiếp, các bạn thấy ở đây thì nó sẽ cái đường cong nó sẽ đi theo hướng này. Nhấn Undo lại, Ctrl Z và chúng ta bỏ cái đầu này đi, Alt và kích vào điểm giữa. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ thêm cái đường cong cho nó. Hiệu chỉnh lại, nếu các bạn hiệu chỉnh trực tiếp ở đây được thì chúng ta không cần phải hiệu chỉnh lại. Khi mà bỏ chuột ra, muốn hiệu chỉnh lại, Alt và kích vào cái đầu này, điều chỉnh lại như thế này. Lần lượt mà chúng ta vẽ cho toàn bộ cái quả táo. Nhớ nhấn kèm Alt thì nó sẽ hiện cái dấu mũi tên và chúng ta có thể điều chỉnh lại. Thì việc sử dụng Paint cũng khá là khó, cho nên các bạn phải sử dụng cho nó quen. Thì chúng ta có thể vẽ bất cứ những cái đối tượng nào ở trong Photoshop. Chúng ta sẽ vẽ lần lượt như thế này. Nhớ là nhấn kèm Alt để chúng ta có thể hiệu chỉnh một cái đường cong. Ok. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ vẽ cho cái cuốn của cái trái táo. Chúng ta cũng sẽ vẽ tương tự. Kích vào một điểm và kích vào điểm ở đây. Hiệu chỉnh là cái đường cong. Sau đó kích bỏ, nhấn kèm Alt, kích vào điểm giữa, kích vào điểm này và uốn cong.
Ok, sau khi chúng ta đã bao quanh xong thì các bạn nhấn Ctrl Enter thì chúng ta sẽ có được hai cái vùng chọn. Thì Ben cũng có thể sử dụng trong việc lựa chọn những cái vùng chọn phức tạp, có những cái đường cong thì chúng ta cũng có thể sử dụng Ben chúng ta lựa chọn. Nếu chúng ta lựa chọn những công cụ chẳng hạn Polygon hay là Lasso Tool thì nó khá là khó để chúng ta bo theo những cái đường cong. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái project mới, New. Chúng ta sẽ tạo cái project như thế này. Tôi để mặc định cho nó là 660 và 812. Và ở đây, Color Mode thì chúng ta sẽ chọn là RGB. Ảnh màu. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này, Ctrl C. Và chúng ta qua bên đây chúng ta dán nó vào, Ctrl V. Thì chúng ta hãy thu nhỏ lại bằng cách nhấn Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Thì chúng ta sẽ có một cái quả táo thế này. Bây giờ chúng ta muốn tô màu lại cho quả táo này các bạn, thì các bạn nhấn kèm phím Ctrl và chúng ta kích vào cái layer 1 này. Chúng ta có thể chọn màu sắc mà chúng ta tô. Ví dụ tôi sẽ chọn một cái màu đỏ chẳng hạn. Và nhấn Select Delete. Thì chúng ta có được một cái quả táo mà chúng ta đã vẽ. Thì sau này các bạn muốn vẽ lại đối tượng nào thì chúng ta có thể import vào chúng ta vẽ lại cái đối tượng đó. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng 3D cho nó. Tôi sẽ thêm một cái dòng chữ Apple dưới đây. Thì chúng ta dùng phím tắt là T và chúng ta sẽ chữ là Apple. Chúng ta hiệu chỉnh lớn lên bằng cách nhấn Ctrl A và chúng ta nắm chúng ta kéo lên đây cho cái chữ lớn lên. Kéo qua thế này. Lớn quá thì chúng ta có thể kéo ngược lại. Kích vào Move và chúng ta sẽ Move quả táo này như thế này. Thì các bạn có thể hiệu chỉnh lại cái chữ của cái Apple này bằng cách nhấn phím T mà chúng ta kích đúp vào trong đây. Chúng ta hiệu chỉnh cho nó in đậm chẳng hạn như thế này. Và chúng ta sẽ hiệu chỉnh cho nó lớn lên. Ok. Đồng thời các bạn cũng có thể hiệu chỉnh chữ này bằng cách chúng ta vào trong cái window, chúng ta bật cái character lên. Thì ở đây chúng ta có thể hiệu chỉnh được chẳng hạn như là độ dày của chữ hay là cái chiều rộng. Các bạn có thể tìm hiểu cái bảng này. Và tôi sẽ để như thế này và chúng ta sẽ hiệu chỉnh cho nó thành 3D. Bây giờ nếu các bạn sắp xếp cái chữ Apple này cho nó ngay ngắn, chúng ta sẽ mệt hai cái layer này lại, Apple và cái layer quả táo. Nhấn kèm với Ctrl và chúng ta sẽ mẹ nó lại, Ctrl E. Thì bây giờ nó là một cái layer. Bây giờ để chuyển thành 3D thì ở những phiên bản mới nhất chẳng hạn như là CS6 hay là CSCC thì chúng ta có thể sử dụng được cái hiệu ứng 3D ở trong Photoshop. Các bạn thấy chúng ta có một cái menu 3D. Thì với những cái bạn mà khi mà cài đặt vào mà chúng ta không thấy cái mục menu của 3D này thì có một cái thủ thuật là sau khi mà chúng ta cài đặt, chúng ta khoan hãy rắc cái phần mềm này, chúng ta mở nó lên. Sau khi kiểm tra chúng ta có cái thư mục 3D này rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta rắc cho nó. Có nhiều bạn sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta rắc liền thì chúng ta sẽ không có mục 3D này. Ok, bây giờ để chuyển cái layer này thành 3D thì các bạn có thể vào trong 3D này, chúng ta New 3D Layer Form File là New 3D Adjustment từ cái layer mà chúng ta đã chọn. Hoặc các bạn có thể vào trong đây, kích chuột phải và chúng ta chọn là New 3D Adjustment, kích vào. Các bạn kích vào Z. Thì các bạn thấy nó sẽ chuyển qua cái giao diện 3D cho chúng ta như thế này. Bây giờ nó thêm một cái mục 3D bên đây và cái layer này nó sẽ thêm một cái vài hiệu ứng để nó tạo thành 3D cho chúng ta. Bây giờ ở trong cái mục 3D này các bạn thấy chúng ta có một cái layer là Apple, các bạn kích vào. Thì tại đây chúng ta thấy trên cái bảng này chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái độ dày của đối tượng. Các bạn thấy chúng ta có thể giảm nhỏ lại cái độ dày cho nó. Các bạn thấy. Hiện bây giờ chúng ta không có một cái nền background nào. Cho nên chúng ta sẽ quay trở lại cái layer này. Trong cái phần background này thì các bạn kích chuột phải và chúng ta chọn là podcast để chúng ta chuyển cái background này thành một cái background 3D cho cái hình ảnh của chúng ta. Các bạn kích vào. Thì chúng ta sẽ có một cái đối tượng của cái background là ở đây. Bây giờ
Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ mệt hai cái layer này lại. Các bạn qua cái mục layer, chọn hai layer, nhấn giữ shift và chúng ta nhấn Ctrl E. Chúng ta mệt hai cái layer này lại. Bây giờ qua bên 3D thì các bạn thấy chúng ta có hai cái layer của background và cái layer của Apple. Tiếp theo nữa thì các bạn rê chuột vào trong cái góc trái dưới màn hình, kích chuột phải. Hiện bây giờ chúng ta đang ở trong cái view của cái camera. Bây giờ chúng ta muốn chuyển qua những cái view khác, chẳng hạn như là LED. Các bạn kích vào LED thì nó sẽ quay qua chúng ta như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái layer background, nhấn kèm Ctrl và chọn cái layer của cái quả táo. Các bạn kích vào trong cái align, tức là chúng ta sẽ align hai cái đối tượng này vào trong cái background, cùng một cái background. Kích vào. Ok, và chúng ta sẽ rơi chuột vào đây, kích chuột phải và chúng ta quay trở lại hướng nhìn default camera. Thì bây giờ tới đây các bạn có thể render để cho ra một cái hình ảnh 3D. Thì để làm cái điều đó thì các bạn vào trong 3D, chúng ta chọn là render. Các bạn thấy nó có phím tắt là F11 Shift Ctrl R, các bạn kích vào thì nó sẽ tiến hành một cái render cho chúng ta để nó xử lý cái phần camera cũng như là ánh sáng cũng như là vật liệu. Các bạn thấy ở dưới đây nó có dòng render, thì bây giờ nó 5%, khi nào mà nó đến 100% thì chúng ta đã render xong. Để ngắt cái giai đoạn render này, các bạn có thể nhấn phím F11. Bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại một số thứ. Chẳng hạn chúng ta vào trong cái mục 3D này, chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại màu sắc cho cái quả táo này. Thì các bạn kích vào chỗ mũi tên của cái layer Apple. Các bạn thấy chúng ta có thể hiệu chỉnh được màu sắc cũng như là vật liệu ở trên đây. Ví dụ chúng ta chọn vào trong cái layer Apple phông, tức là ở mặt trước của nó, chúng ta có thể thay đổi cái màu sắc cho nó, hoặc là chúng ta sử dụng những cái vật liệu có sẵn ở trong đây. Ví dụ chúng ta kích chọn một vài và xem thử, thì các bạn thấy nó sẽ load những cái map ở trong cái layer Apple phông, tức là mặt trước cho chúng ta. Bạn thấy chúng ta có thể điều chỉnh, hoặc chúng ta có thể thay đổi màu sắc cho nó. Chúng ta chọn màu vàng chẳng hạn, thì nó sẽ hiệu chỉnh, nó hiển thị màu vàng cho chúng ta. Hoặc chúng ta có thể chọn một lượt tất cả những cái layer này. Thì các bạn thấy mỗi layer nó sẽ đại diện cho một cái mặt. Ví dụ đây là phông của cái mặt trước, còn đây là cái phông của cái bevel, tức là cái độ dày màu sắc. Chúng ta chọn tất cả layer này và chúng ta có thể cho nó một cái màu. Chẳng hạn tôi cho một cái màu như thế này. Ok, thì nó sẽ mặt trước nó cũng sẽ màu này, và cái mặt bên nó cũng vậy. Ok, thì các bạn có thể thử chúng ta render để chúng ta thấy được kết quả. Các bạn thấy nó sẽ render cho chúng ta thế này. Và ở đây nó sẽ load một cái map như thế này cho chúng ta. Các bạn thấy khi mà chúng ta chọn vật liệu ở trong đây, thì các bạn có thể lựa chọn màu sắc cũng như là cái phần vật liệu ở trong đây. Ví dụ chúng ta chọn cái bề mặt của nó là trơn như thế này, thì nó sẽ cho chúng ta một cái màu sắc như thế này khi mà chúng ta render ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta render. Chúng ta sẽ chọn màu sắc này để chúng ta render. Thì các bạn thấy nó sẽ bắt đầu nó render cho chúng ta. Và ở đây khi mà nó chạy 100% thì nó sẽ hoàn tất cái việc render. Thì các bạn thấy chúng ta đã render xong. Bây giờ ta qua lại cái tab layer, thì chúng ta có thể áp thêm những hiệu ứng trong layer này. Các bạn có thể áp dụng một cách bình thường. Ví dụ chúng ta sẽ thêm một cái mask, chẳng hạn là curve. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có thể tăng cái độ tương phản lên như thế này. Bạn thấy. Và chúng ta cũng có thể áp thêm để chúng ta thay đổi màu sắc. Chẳng hạn chúng ta sử dụng là cái color balance, ta hiệu chỉnh ở đây. Bạn thấy chúng ta có thể hiệu chỉnh màu sắc cho nó, màu sắc theo ý chúng ta muốn. Ngoài ra các bạn có thể thêm layer và chúng ta tô lại cái màu cho nó. Chẳng hạn chúng ta thêm một cái layer Ctrl Shift N và chúng ta chọn vào cái layer này. Chúng ta sử dụng cái công cụ chọn là W và chúng ta sẽ chọn Magic Tool, chúng ta kích vào đây
thì nó chọn cái vùng chọn của quả táo cũng như là trên đây. Và chúng ta chọn là cái layer, chúng ta có thể tô lại cái màu cho nó. Chẳng hạn tôi sẽ tô cái màu đỏ chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể cho nó một cái viền màu vàng và ở trong nó màu đỏ. Thì khi mà chúng ta đã lựa chọn vùng chọn thì chúng ta có thể vào trong cái select modify, chúng ta chọn là contact. Chúng ta cho cái giá trị pixel nó khoảng bằng 5. Thì nó sẽ lấn vào trong đây cái khoảng là 5 pixel tính từ cái biên của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu đỏ cho nó. Thì các bạn thấy, chúng ta có thể tô lại màu sắc cho nó cũng như là hiệu chỉnh màu sắc lại cho nó. Hiệu chỉnh lại màu sắc. Các bạn thấy. Thì chúng ta có thể hiệu chỉnh đưa những cái đối tượng chúng ta tạo thành 3D bằng cách chúng ta sử dụng cái công cụ 3D ở trong Photoshop để tạo những ánh sáng. Thì ở trong cái mục 3D này nó còn nhiều công cụ nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở đây tôi chỉ nói sơ lược qua cái phần 3D để cho các bạn hình dung được. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.